xuất khẩu lao nô của Việt Nam và bài học kỳ tích phát triển của Hàn Quốc. Số lượng lao động xuất khẩu của Việt Nam vào năm 2023 đạt mức cao kỷ lục với con số 155.000 người. Những năm trước đây, theo thống kê, số lao động trong nước ra nước ngoài làm việc trung bình ở mức từ 120.000 đến 140.000 người mỗi năm. Tờ báo Tuổi Trẻ vào ngày 30 tháng 1 cho biết hàng ngàn người đội mưa rét đăng ký đi Hàn Quốc lao động. Bản tin cho biết mỗi ngày có hàng ngàn người dân Nghệ An đội mưa rét chờ đợi đăng ký tham dự kỳ thi chọn lao động đi Hàn Quốc đợt 1 vào năm 2024. Báo Nhà nước cũng đăng tải về tình trạng này. Theo đó, tại Trung tâm Giới thiệu Việc làm tỉnh Nghệ An, vào ngày 30 tháng 1 ở khu vực phát số tự động đông nghịt người, chờ tới lượt nhận số. Nhiều người đến từ sáng sớm nhưng tới gần trưa cũng chưa đến lượt để vào làm thủ tục. Thông tin này đã làm mạng xã hội xôn xao, một lần nữa nổi sóng. Trên các diễn đàn khác nhau, người ta bàn luận sôi nổi vấn đề là vì sao người Việt Nam hàng chục năm nay vẫn cứ mãi phải đi xuất khẩu lao động, bán sức lao động rẻ mạt mà thực chất là đi làm những công việc tay chân nặng nhọc, nguy hiểm và độc hại ở nước ngoài. Nhà hoạt động xã hội, chủ chương trình Đưa Sách Về Nông Thôn Facebook Nguyễn Quang Thạch thì bình luận như sau. Nếu các bạn ấy được hưởng nền giáo dục như Hàn Quốc thì chắc chắn các bạn không phải bỏ tiền mua việc ở Hàn Quốc. Vậy nền giáo dục của đất nước Hàn Quốc đã cải cách ra sao và làm như thế nào mà đất nước Hàn Quốc đạt được những thành tựu kỳ vĩ như hôm nay? Trong lúc những năm đầu thập niên 60 của thế kỷ trước, sau chiến tranh, Hàn Quốc là một trong những nước nghèo đói nhất tại châu Á. Bách Khoa Toàn Thư Mở Viki cho biết, từ năm 1964 đến năm 1973, Hàn Quốc đã gửi đi 325.000 quân nhân tới Việt Nam tham chiến với tư cách là đồng minh của Hoa Kỳ, mục đích là thu ngoại tệ. Khi đó, những người lính Nam Triều Tiên tham chiến trong Việt Nam từng bày tỏ ước mơ một ngày nào đó Hàn Quốc sẽ phát triển ngang bằng với miền Nam Việt Nam. Vào năm 1968, chính phủ Hàn Quốc đã quyết định khởi đầu cuộc cải cách đất nước bằng cải cách giáo dục. Người Hàn Quốc đã quyết định bê nguyên sách giáo khoa của Nhật Bản dịch sang tiếng Hàn Quốc để giảng dạy trong các nhà trường, trừ các môn khoa học và xã hội như địa lý, lịch sử và văn học. Dư luận Hàn Quốc vào năm 1968 đã chất vấn chính phủ: tại sao nhân tài Hàn Quốc không tự soạn được bộ sách giáo khoa cho học sinh? Nhưng chính phủ Hàn Quốc không lùi bước, vẫn quyết tâm thực hiện chương trình cải cách giáo dục hiện nay với lý luận. Để có được chương trình giáo dục đó, người Nhật đã mất cả trăm năm cải biên cách đào tạo của phương Tây sao cho phù hợp với đặc trưng của châu Á. Theo đó, Hàn Quốc chẳng có cách nào ngoài việc đi tắt, lấy kinh nghiệm giáo dục của Nhật Bản để thành thời gian, công sức lo cho những công việc khác quan trọng không kém. Mục tiêu của Hàn Quốc lúc đó là trở thành một bản sao của Nhật Bản để mà phát triển đất nước. Kỳ tích bên sông Hàn, biểu tượng phát triển kinh tế của Hàn Quốc. Và sau đúng 20 năm, vào ngày năm 1988, Hàn Quốc đăng cai Olympic quốc tế tại Seoul. Cả thế giới ngỡ ngàng về điều gọi là kỳ tích bên bờ sông Hàn. Lúc đó, đất nước Hàn Quốc đã lột xác gần như 100%. Hàn Quốc đã có các sản phẩm công nghiệp như ô tô, đóng tàu, điện tử, bánh kẹo. Nước Nhật có gì thì bên Hàn Quốc cũng có những sản phẩm tương tự như thế. Tại sao Hàn Quốc có thể tạo ra được kỳ tích vĩ đại như vậy trong thời gian vẻn vẹn có 20 năm? Đây là điều mà lẽ ra giới lãnh đạo Việt Nam phải tìm hiểu để áp dụng trong việc phát triển đất nước. Đơn giản, chỉ cần so sánh sự phát triển của kinh tế xã hội Hàn Quốc với người anh em của họ ở đất nước Bắc Triều Tiên, ta thấy sự khác biệt rất rõ ràng. Hàn Quốc là đất nước phát triển theo đường lối tư bản, dân chủ, đa đảng. Ngược lại, Bắc Triều Tiên là chế độ độc tài, gia đình trị. Sự khác biệt về thể chế chính trị giữa hai quốc gia là yếu tố quyết định quan trọng nhất. Hàn Quốc từ một nước xuất khẩu binh lính đi đánh thuê ở nước ngoài, vậy mà chỉ trong vòng của mấy thập niên đã trở thành một nước nhập khẩu lao động. Công cuộc cải cách của chính phủ nước này đã biến Hàn Quốc trở thành thị trường nhân khẩu lao động, mà người nước ngoài lũ lượt tìm đến, xếp hàng để xin làm thuê. Và trong đó có rất nhiều thanh niên trai tráng từ Việt Nam. Ông Tổng Bí Thư, già nua của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Hàn Quốc hôm nay đã là bước chân vào nhóm các quốc gia thịnh vượng nhất với nền kinh tế đứng thứ 10 trên thế giới. Bình luận về việc biển người ở Nghệ An phải đội mưa rét, xếp hàng thi tuyển chọn lao động đi Hàn Quốc, nhà báo Đào Tuấn, tờ báo Lao Động đã cảm thán như sau. Hãy nhớ là thi có nghĩa rằng không phải cứ muốn đi là được. Mỗi suất đi như thế có tổng chi phí khoảng 200 triệu. Đổi lại họ có thể hưởng lương 40-50 triệu mỗi tháng. Tương lai viễn xứ lắm mồ hôi, không biết vất vả nhưng nhiều tiền. Và hơn cả tiền, đó là một con đường, một lối thoát. Lãnh đạo Việt Nam, cựu Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã từng tuyên bố, đến năm 2020, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia công nghiệp. Trong khi đến hôm nay, người Việt Nam vẫn còn phải tranh nhau xếp hàng đi làm thuê ở nước ngoài. Ngoài ra, có biết bao nhiêu người khác còn bỏ mạng trên đường đi tìm kiếm việc làm và chết trong các thùng container đông lạnh. Trách nhiệm đó thuộc về ai? Hỏi cũng là câu trả lời. Quý vị và các bạn vừa theo dõi trên truyền hình tiếp của Thời báo .d với bản tin Xuất khẩu lao nô của Việt Nam và bài học kỳ tích phát triển của Hàn Quốc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. Tổng Trọng ngang nhiên làm trái luật thì đừng mong pháp luật được thượng tôn. Chính quyền tại Việt Nam vẫn tuyên truyền vận động để người dân thực hiện khẩu hiệu sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Tuy nhiên, giữa lời nói và việc làm của lãnh đạo nhà nước Việt Nam cho thấy lời nói của họ không đi đôi với việc làm. Câu chuyện của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam được Báo Công an Nhân dân vào ngày 1 tháng 2 năm 2021 khi đó tường thuật là một ví dụ cụ thể như sau. Sáng ngày 1 tháng 2, tại buổi họp báo sau khi đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng bế mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kể lại câu chuyện mang tính cảnh tỉnh và răn đe nghiêm khắc về trường hợp hối lộ, xách vali tiền đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để biếu xén, lấp liếm. Ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch nước nói về chiếc vali chứa đầy đô la của người chạy tội. Theo đó, khi mở vali để kiểm tra phát hiện toàn tiền đô la, Tổng Bí thư cho biết tôi yêu cầu khóa vali lại, niêm phong và lập biên bản. Liên quan đến lời kể này của Tổng Bí thư sau đó, cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Quốc Thuận đã lên tiếng phê phán về cách xử lý trái luật của những người có trách nhiệm. Theo ông Trần Quốc Thuận, không thể có chuyện xách cả đống tiền đến hối lộ cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương như thế mà lại Tổng Bí thư chỉ đạo cho đem gói lại, mang về như thế được. Công luận cho rằng việc chuyện kể trên chỉ là một trong muôn vàn các phát biểu hay hành động của lãnh đạo Việt Nam khi nói không đi đôi với việc làm. Đó là lý do vì sao dư luận xã hội đã mất lòng tin vào lãnh đạo cũng như truyền thông của nhà nước. Tờ báo Tuổi Trẻ vào ngày 19 tháng 1 cũng đưa tin từ vụ 4 nữ tiếp viên hàng không, công an triệt phá đường dây ma túy lớn nhất lịch sử cũng là một trong những ví dụ. Theo tờ báo Tuổi Trẻ, tại hội nghị phòng chống ma túy qua đường hàng không vào ngày 19 tháng 1 năm 2023, Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ việc phát hiện 4 tiếp viên Vietnam Airlines xách ma túy, cơ quan công an đã phá đường dây ma túy lớn nhất lịch sử, dự kiến sắp tới đây sẽ khởi tố khoảng 500 người. Được biết, vào tháng 3 năm 2023, truyền thông nhà nước loan tin, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và các cơ quan liên quan khi tiến hành kiểm tra thì phát hiện trong 4 vali của 4 tiếp viên nói trên, ngoài các vật dụng cá nhân còn có tổng cộng 327 tuýp kem đánh răng và 17 chai nước súc miệng. Danh tính 4 tiếp viên này được nhà chức trách công bố bao gồm Nguyễn Thanh Thủy, Đặng Phương Vân, Trần Thị Nhụ Thu Ngân và Võ Tú Quỳnh. 4 tiếp viên khai nhận họ vận chuyển các tuýp kem đánh răng nói trên với tiền công chỉ có 10 triệu đồng và khai rằng họ không biết bên trong có ma túy. Một trong 4 tiếp viên Vietnam Airlines vận chuyển chất cấm bị bắt quả tang. Việc các cơ quan chức năng nhanh chóng trả tự do cho 4 tiếp viên Vietnam Airlines vận chuyển ma túy bị bắt quả tang đã khiến cho dư luận xôn xao và bất bình. Có tin đồn cho rằng một trong 4 tiếp viên là cháu của một lãnh đạo trong tứ trụ nên sự việc đã được giải vây nhanh chóng khiến mạng xã hội dậy sóng.
Trả lời câu hỏi của phóng viên, một đại diện của công an nêu lý do thả 4 tiếp viên hàng không, đó là vì họ trong sáng và có nghiệp vụ. Công an cho biết 4 người đều đã hỗ trợ cảnh sát rất nhiều. Công luận chỉ ra một điều rất vô lý, đó là đống kem đánh răng chỉ đáng giá vài trăm đô la, nhưng các tiếp viên Việt Nam Airlines lại được hứa sẽ được trả công từ gấp 2 hoặc 3 lần giá trị của số lượng hàng hóa sách thuê. Điều này không làm cho họ có chút nghi ngờ hay sao? Cũng chính vì điều này khiến càng ngày càng có nhiều người nghi ngờ vì sự mờ ám bên trong vụ việc. Giải thích vì lý do trả tự do cho 4 tiếp viên vận chuyển ma túy bị bắt quả tang, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh Mai Hoàng cho hay, vào thời điểm phát hiện 4 tiếp viên xách ma túy, lực lượng điều tra đã đặt câu hỏi cho những người này như có biết bên trong là ma túy hay không, ý thức chủ quan như thế nào. Sau khi phân tích xem công việc hàng ngày, cảnh sát đã xác định 4 tiếp viên thường vận dụng việc vali thừa cân để vận chuyển thuê hàng hóa về Việt Nam. Ông Tổng Bí thư của Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vẫn theo Thiếu tướng Hoàng, trong chuyến hàng đó người ta được trả công nhiều nhất là 2,6 triệu đồng và ông cũng cho hay đặt tính nhân văn lên hàng đầu và với phương châm không làm oan người vô tội, chúng tôi quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên dù nhiều áp lực. Cũng theo Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, cả 4 tiếp viên đã hỗ trợ cảnh sát rất nhiều vì trong sáng và có nghiệp vụ. Giới quan sát và công luận thắc mắc đều có chung một câu hỏi rằng có phải đây lại là một chuyến bay giải cứu có thân nhân của các quan chức cấp cao hay không? Việc giải cứu cho 4 tiếp viên Việt Nam Airlines xách ma túy phạm pháp quả tang được trả lại tự do vì chưa đủ cơ sở khởi tố. Đây là tiền lệ rất nguy hiểm cho xã hội, đồng thời là một quyết định rất khó hiểu của cơ quan điều tra, thậm chí có những người nghi ngờ rằng các tiếp viên hàng không có thế lực chống lưng. Để xây dựng một nhà nước pháp quyền hay một xã hội thượng tôn pháp luật ở Việt Nam hiện nay, trước hết lãnh đạo đảng và nhà nước phải có ý thức trách nhiệm nêu gương. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp hôm nay của Thời báo.de với bản tin Tổng Trọng ngang nhiên làm trái luật thì đừng mong pháp luật được thượng tôn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.